Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị bước vào một chương trình kim cương đặc biệt. Đây là chương trình đầu tiên của tháng 10 năm 2024. Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tất cả những quý vị khán giả có ngày sinh nhật trong tháng 10. Đây là một tháng tuyệt vời của những ngày mùa thu và đá đại diện cho sinh nhật của tháng 10. Tên gọi đó là đá opal thiên nhiên với 7 sắc cầu vồng. Một loại đá đặc biệt nhất trong tất cả những loại đá màu và những bộ kim cương trang sức độc đáo, chỉ duy nhất đá opal có tổng cộng những sắc màu cầu vồng. Chúc mừng sinh nhật đến tất cả quý vị cũng như những khán giả thân mến đang theo dõi chương trình kim cương của công ty Lâm Trường Vĩ Diamonds. Chúng tôi xin chào đón quý vị bước vào một chương trình kim cương đặc biệt của mùa thu năm 2024 với tất cả sản phẩm sẽ được đặc biệt tuyển chọn và giới thiệu đến quý vị. Mẫu thiết kế đầu tiên xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương. Đây là một viên đá Alexandrite được công ty GIA chứng nhận. Mẫu thiết kế này là một viên đá Alexandrite đổi màu từ màu xanh sang màu tím, một loại đá đặc biệt nhất trên thế giới mà quý vị sẽ không bao giờ thấy một loại đá nào giá trị và có sự đổi màu, được thiết kế tạo thành một chiếc nhẫn band. Mẫu nhẫn band được làm bằng bạch kim platinum và viên đá này có giấy chứng nhận GIA Certified là viên đá Natural Alexandrite thiên nhiên. 4.5 ly cho viên đá này được làm bằng platinum. Viên đá này nặng là khoảng gần nửa carat. Và xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá chỉ có $1,390, $1,390 cho chiếc nhẫn kim cương đặc biệt được làm bằng platinum. Và đây là một viên đá Alexandrite. Quý vị biết những viên đá Alexandrite đổi màu giá trị mắc hơn cả kim cương. Đây là một viên đá có giấy chứng nhận GIA Certified. Khi quý vị đến với công ty Lâm Trường Vĩ Diamond, chúng tôi hy vọng quý vị đã thấy được những sản phẩm, những sự độc đáo, những sự hoàn hảo trong thiết kế và những sản phẩm kim cương vô cùng cao cấp mà quý vị sẽ tìm kiếm với giá trị vô cùng cao. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Số phone trực tiếp của công ty là 310-968-0577. Xin giới thiệu đến quý vị một mẫu kim cương và mặt dây chuyền tượng thánh giá. Đây là một sản phẩm được công ty chúng tôi design và thiết kế đặc biệt cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Tất cả những viên kim cương nằm trên đây là những giắc cắt vô cùng độc đáo với những viên hộp sàng tròn đường kính là khoảng gần 2.5 ly và những viên hộp sàng hình giọt nước kết hợp với những viên kim cương gần 4 ly hình vuông. Tổng cộng quý vị sẽ đến với 3 loại giắc cắt khác nhau trên tượng thánh giá này và chiều dài của tượng thánh giá này là gần 2 inch. Tất cả được làm bằng vàng 18K. 15 viên kim cương được thiết kế. Một tượng thánh giá được design với 15 viên kim cương chiều dài, cho mỗi viên kim cương hộp sàng tròn là 2.5 ly. Hộp sàng hình thoi, hộp sàng hình Morkis, hình pear shape. Hình pear shape là khoảng 3 ly và chính giữa là một viên hộp sàng hình vuông. Tất cả được làm bằng vàng 18K và xin mời quý vị gọi vào. Với mẫu thiết kế này, chúng tôi gửi đến quý vị giá chỉ có $1,450 cho tượng thánh giá, $1,450. Quý vị thấy trên đây là 15 viên hộp xoàn. Tất cả là những viên kim cương nước đi VVS Clarity.
Một mẫu thánh giá chắc chắn quý vị sẽ không thấy tượng thứ hai, bởi vì một sự kết hợp giữa những giác cắt đặc biệt của kim cương kết hợp lại tạo thành một tượng thánh giá vô cùng rực rỡ với những viên hộp xoàn nước đi và là VVS Clarity. Xin nhắc lại với tất cả quý vị, công ty Lâm Trường Vĩ Diamond chúng tôi chỉ duy nhất bán một dòng sản phẩm là kim cương thiên nhiên. Xin mời quý vị nhắn tin trực tiếp số thẻ credit card và địa chỉ shipping qua số phone 310-968-0577. Xin gửi đến quý vị một mẫu thiết kế kế tiếp. Đây là một chiếc nhẫn dành cho phái nam. Một mẫu thiết kế được công ty chúng tôi design với một viên hộp xoàn 4.5 ly. Đây là một viên hộp xoàn VVS nước đi color sạch hoàn hảo, được làm bằng vàng 18K. Và chiếc nhẫn này là một mẫu nhẫn rất đơn giản với một viên hộp xoàn, tất cả là kim cương hộp xoàn 2 ly hình vuông bọc xung quanh. Ở chính giữa là một viên kim cương hình tròn, đường kính là 4.5 ly, nước đi color VVS Clarity. Và Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá chỉ có $1,750 $1,750 để gửi đến quý vị vừa một viên kim cương 4.5 ly hoàn hảo, và luôn cả viên hộp xoàn và vỏ kim cương. Và chúng tôi sẽ on sale chiếc nhẫn này để cho quý vị $1,650 mà thôi, $1,650. Một viên kim cương 4.5 ly được thiết kế xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly, hộp xoàn hình vuông Princess Cut. Tất cả được design bằng vàng 18 với giá $1,650. Và mẫu nhẫn này dành cho những quý vị nam nào thích đeo một chiếc nhẫn đơn giản, không quá cầu kỳ. Và chiếc nhẫn này chúng tôi có thể làm size từ nhỏ đến lớn. Quý vị chỉ cho chúng tôi biết size nhẫn và chúng tôi sẽ ship hàng cho quý vị khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Lâm Trường Vĩ xin gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên coral là san hô màu đỏ. Đây là một loại san hô đặc biệt, quý hiếm nhất trên thế giới, với một viên coral được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên san hô thiên nhiên. Khi quý vị mua san hô, Lâm Trường Vĩ chắc chắn với quý vị, nếu quý vị không có giấy chứng nhận bảo nhận của GIA thì chắc chắn những sản phẩm coral không thể nào quý vị phân biệt được thật và giả. Chỉ có những tờ giấy GIA chúng ta mới biết được san hô thật. Và đây là một viên san hô thiên nhiên 100% không hề đi qua bất kỳ một quá trình treatment nào, và được thiết kế trong một vỏ nhẫn được làm bằng bạch kim bằng platinum. Chiếc nhẫn này trị giá là khoảng từ 4-5 ngàn đô la, và chúng tôi đặc biệt gửi đến quý vị viên coral khoảng gần 13 ly hơn. Tất cả được nạm kim cương baguette và hộp sàn tròn theo kiểu thiết kế rất sang trọng. Chiếc nhẫn này được gửi đến quý vị giá là $1,750. $1,750 cho một viên đá coral rất to. Nếu quý vị nói về kích thước của viên coral được thiết kế, được mài bóng thành một viên coral san hô tròn màu đỏ đậm này, thì quý vị sẽ không thấy những sản phẩm đặc biệt này, trừ khi quý vị vào những thương hiệu trang sức cao cấp. Và những chiếc nhẫn này trị giá trên 6-7 ngàn đô la. Ngày hôm nay $1,750. Một viên coral được GIA Certified khoảng 13 ly và được làm bằng bạch kim. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương. Đây là mẫu thiết kế do công ty chúng tôi sản xuất. Ở chính giữa sẽ là một viên kim cương đường kính là 5.4-5.5 ly, được GIA Certified, là một viên hộp xoàn nước F-Color VS Clarity 3 Excellent. Đây là một viên kim cương hoàn hảo về độ trong suốt, và khi chúng ta nói tới viên kim cương GIA nước F-Color, chắc chắn quý vị đã hình dung ra được một viên hộp xoàn giá trị cao cấp như thế nào.
Mẫu thiết kế này được làm bằng vàng trắng và được design to gần bằng đồng 25 cm, được thiết kế bằng vàng trắng 14K. Tất cả những viên kim cương đi vòng quanh là hộp xoàn 2.5 ly cho đến 3 ly. Và mặt dây chuyền này, Lâm Trường Vĩ sẽ cố gắng gửi đến quý vị một giá rẻ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, đây là viên hộp xoàn GIA Certified, là nước F-Color 5.4, 5.5 ly. Đây là mẫu thiết kế được design rất to, to bằng đồng 25 cm. Và Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá $2,880, $2,880. Đây là một giá rất đặc biệt bởi vì mẫu thiết kế này giá trị là khoảng trên $3,500 đến $4,000. Chúng tôi on sale cho quý vị với chương trình mở đầu một mùa thu, mùa lễ holiday 2025 với tất cả những sản phẩm kim cương và hộp xoàn GIA sẽ được on sale liên tục hàng tuần. Và đây là một mẫu thiết kế đặc biệt với viên hộp xoàn GIA Certified. Đường kính là 5.4, 5.5 ly, nước F-Color Excellent, hoàn hảo về giá cắt độ trong. Và chúng tôi xin mời quý vị gọi vào số phone 310-968-0577 với giá $2,880 mà thôi. Xin giới thiệu đến quý vị một bộ kim cương với một chiếc nhẫn và cặp bông tai. Mẫu thiết kế này là một kiểu design 3D, gọi là 3 dimension, với một viên hộp xoàn cho chiếc nhẫn là đường kính 6 ly. Viên hộp xoàn hoàn hảo về độ sáng màu trắng, nước E-Color SI Clarity. Và đi kèm chung sẽ là một cặp bông tai khoen kiểu đông đưa rất dễ thương. Mẫu thiết kế này được làm bằng vàng 18K màu trắng. Và viên hộp xoàn nằm chính giữa là 4.8 ly cho cặp bông tai, cũng là một viên hộp xoàn nước E-Color VS VVS Clarity. Xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được thiết kế theo kiểu 3D của Italy và chiếc nhẫn này chỉ có $2,970 cho chiếc nhẫn và cặp bông tai là 4.8 ly nước E-Color VS VVS Clarity. Và Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị cặp bông tai với giá là $2,150. Chúng tôi xin on sale cho quý vị chỉ còn $1,880 cho cặp bông tai khoen với viên hộp xoàn 4.8 ly kiểu bông tai khoen đông đưa $1,880 và chiếc nhẫn là $2,970 cho một chiếc nhẫn hộp xoàn làm viên kim cương 6 ly nước ESI Clarity. Cặp bông tai được thiết kế bằng vàng 18 và vàng 14 kết hợp giữa hai loại vàng, được design kiểu bông tai khoen đông đưa chính giữa là mỗi bên là 4.8 ly, vỏ kim cương đi vòng quanh là 1.5 ly. $2,970 cho viên kim cương 6 ly trong chiếc nhẫn vỏ Italy và cặp bông tai là 4.8 ly với giá $1,880. Ngay sau đây, chúng tôi xin đặc biệt gửi đến quý vị một chiếc nhẫn cẩm thạch GIA. Đây là một viên cẩm thạch màu sắc tuyệt vời. Màu sắc là một màu xanh green, được GIA Certified, là một viên cẩm thạch thiên nhiên, cấp giấy chứng nhận quốc tế trên toàn thế giới, là sản phẩm cẩm thạch đẹp xuất sắc với một màu xanh gần giống như Imperial Jade. Và chiếc nhẫn này được thiết kế làm bằng tay, được làm bằng bạch kim, bằng platinum, có đóng dấu của thương hiệu nạm kim cương đi vòng quanh. Chiếc nhẫn trị giá, wow, chiếc nhẫn này trị giá là trên $4,500, và chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá là $1,580 cho một chiếc nhẫn kim cương có giấy chứng nhận GIA, là một viên cẩm thạch thiên nhiên. Đây là loại cẩm thạch ê quý giá nhất trên thế giới và công ty chúng tôi chỉ duy nhất và chuyên bán những sản phẩm kim cương thiên nhiên, cẩm thạch thiên nhiên, giấy chứng nhận GIA Certified cho mỗi sản phẩm. Chiếc nhẫn này, quý vị nhìn vào, quý vị đã thấy được giá trị từ kiểu thiết kế sắc sảo tinh vi trong từng đường nét, được nạm kim cương hộp xoàn 1.8 ly và 2 ly bọc xung quanh. Ở chính giữa là một viên cẩm thạch màu xanh trong suốt và được giấy chứng nhận quốc tế là GIA AJ. Viên cẩm thạch nặng là khoảng gần 3 carat đến 4 carat, $1,580 là giá đặc biệt on sale.
xin gửi đến quý vị một bộ kim cương và đá ruby. Chúng tôi sẽ có hai sản phẩm ngày hôm nay, tuy nhiên xin mời quý vị nhìn là vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là một viên đá ruby màu đỏ đậm, màu đỏ huyết bột cao, chiều dài là khoảng gần 15 ly, tương đương với một viên đá khoảng 10 carat. Và đây là một viên đá ruby màu đỏ đậm được thiết kế nạm kim cương bọc xung quanh, được design bằng platinum. Và chiếc nhẫn này Lâm Chuỗi xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,850 cho một chiếc nhẫn platinum rất rực rỡ và lộng lẫy. Xin chúng tôi sẽ sale cho quý vị chỉ còn $1,690, một lần nữa $1,690 cho chiếc nhẫn kim cương này. Đây là một viên ruby rất to và màu đỏ đậm. Viên ruby này chiều dài là gần 15 ly. Quý vị thấy đây là một viên ruby rực rỡ và vỏ thiết kế được nạm kim cương 1 ly 8 đi vòng quanh bọc xung quanh viên ruby đỏ. Và mẫu thiết kế này được công ty chúng tôi làm bằng bạch kim, nghĩa là bằng platinum, là một sản phẩm vô cùng có giá trị. Quý vị đeo và quý vị thấy sự chắc chắn và sự bền bỉ trong những chất liệu của platinum, và những viên kim cương đã được tuyển chọn hoàn hảo để nổi bật lên màu đỏ lấp lánh của chiếc nhẫn ruby rất là to. Viên ruby này là cứ gần 10 carat, 14 ly rưỡi, với giá $1,690. Và quý vị có thể theo dõi mặt dây chuyền là sản phẩm kế tiếp. Lâm Chuỗi xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một mặt dây chuyền, cũng là một mặt dây chuyền ruby màu đỏ. Và đây là một viên ruby nặng ít nhất cũng phải trên 14 đến 15 carat. Viên ruby này được cắt thành giáp cắt cabochon, là một giáp cắt rất đặc biệt để làm cho mặt dây chuyền này nổi bật và rực rỡ vô cùng. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế được design tổng cộng là gần 7 chỉ vàng. Wow, 7 chỉ vàng 14K cho mặt dây chuyền này. Xin lỗi quý vị, 7 chỉ vàng 18K. Một lần nữa, 7 chỉ vàng 18K. Được thiết kế bọc xung quanh là những viên kim cương 2 ly. Và mặt dây chuyền này ngày hôm nay xin gửi đến quý vị một viên ruby nặng từ 15 đến 20 carat, rất to và vĩ đại, gần 19 ly, chiều dài hình oval, hình cabochon cut. Và mặt dây chuyền này có thể dùng cho cả nam và nữ. Xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có $2,420. Khi chúng ta nói về giá trị tiền vàng của mặt dây chuyền này, quý vị chỉ cân tiền vàng cho mặt dây chuyền này mà thôi là gần 7 chỉ vàng. Giá trị của mặt dây chuyền này tiền vàng đã hơn $2,000, mà chúng tôi tính tổng cộng vừa kim cương nạm xung quanh mặt dây chuyền, vừa viên đá ruby màu đỏ đậm trong vắt, và giá $2,420. Mẫu thiết kế rất xuất sắc, được làm từ Italy với một viên ruby giáp cắt là cabochon. Mẫu thiết kế này tuyệt vời cho cả nam và nữ. Nếu quý vị nào muốn đeo sở hữu một mặt dây chuyền, nhìn vào quý vị cảm nhận được những sự sắc sảo với những viên kim cương hộp xoàn 2 ly 2 được nhận theo kiểu channel setting, được thiết kế bọc xung quanh mặt dây chuyền, to chiều dài là khoảng gần 1.5 inch đến 2 inch. Xin mời quý vị đến với một sợi dây chuyền kim cương. Wow, đây là một sợi dây chuyền được thiết kế theo kiểu tennis necklace, một sợi dây được nhận theo kiểu channel setting. Những viên kim cương nằm chính giữa sẽ là đường kính là khoảng gần 4 ly, 4 ly, 3 ly 8, 3 ly rưỡi, và nhỏ dần ở phía sau. Và tiền vàng của sợi dây chuyền này là khoảng gần 7 chỉ vàng hơn. Tất cả được làm bằng vàng 14K, và sợi dây chuyền này dài 16 inch. Quý vị đeo vào được đeo sát cổ rất tuyệt vời. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 14K màu trắng. Sợi dây này tổng cộng là khoảng trên 6 carat kim cương. Tất cả là những viên hộp xoàn nước FVS SI Clarity. Ngày hôm nay xin nhắc lại với quý vị, sợi dây này đi hộp xoàn từ lớn đến nhỏ, và chúng tôi sẽ đặc biệt on sale sợi dây chuyền này với giá chỉ có $4,830 cho sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy vô cùng. Tổng cộng kim cương nằm trên sợi dây chuyền này là khoảng từ 5 cho đến 7 carat hột xoàn. Những viên kim cương lớn nhất đường kính sẽ là 4 ly hoặc là 3 ly rưỡi, 3 ly 8, 3 ly 3, và nhỏ nhất đi phía sau là khoảng những viên hột xoàn khoảng 2 ly.
Tất cả những viên kim cương này được kết hợp tạo thành một sợi dây chuyền nặng là khoảng 7 chỉ vàng nhận theo kiểu Channel Setting của Italy. Và mẫu thiết kế này chiều dài là chỉ có 16 inch nên quý vị sẽ đeo nằm ôm sát cổ rất sang trọng, dễ đeo. Quý vị không cần đeo với mặt dây chuyền bởi vì sợi dây chuyền này đã đủ dày, nặng và nổi bật lên. Được thiết kế nguyên vòng cổ $4,830. Số phone trực tiếp của công ty là 310-968-0577. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin mời quý vị cứ nhắn tin trực tiếp qua số phone. Và chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Ngay sau đây, xin giới thiệu đến quý vị một sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế được tuyển chọn và thiết kế tạo thành hình con bướm bướm gọi là Butterfly Design. Đi viền xung quanh, mỗi viên kim cương là đường kính là khoảng 2 ly kết hợp lại tạo thành một hình con bướm bướm. Xen kẽ là những viên kim cương hộp xoàn ống, là những viên hộp xoàn Emerald Cut, tất cả là kim cương VVS Clarity. Sợi dây chuyền này được thiết kế làm bằng vàng trắng 14K. Wow, vô cùng sắc sảo và tinh vi. Tất cả những viên kim cương là VVS Clarity. Độ trong suốt hoàn hảo và nước đi color. Tiền vàng nặng là gần nửa lượng vàng 14K. Và xin mời quý vị gọi vào cho sợi dây lắc tay này với giá chỉ có $3,350 cho một sợi dây lắc tay tổng cộng là hơn 8 carat kim cương được kết hợp lại với những viên hộp xoàn 2 ly 2 đi thành những con bướm bướm rất rực rỡ, bản bề ngang rất to. Nếu quý vị thích đeo một sợi dây lắc tay bản bề ngang đường kính là khoảng trên 5 ly và thiết kế xung quanh là những viên hộp xoàn ống, tổng cộng chúng ta sẽ có 64 viên kim cương hộp xoàn tròn và tổng cộng là hơn 120 viên kim cương tổng cộng để thiết kế lên sợi dây lắc tay này. Tiền vàng nặng là nửa lượng vàng và tất cả là những viên hộp xoàn VVS Clarity. $3,350 sẽ là giá đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. $3,350 mà thôi, quý vị sẽ thấy những sợi dây lắc tay hộp xoàn 1 ly, 2 ly, 3 ly rất dễ kiếm. Tuy nhiên một thiết kế được design đặc biệt, quý vị nhìn vào mẫu thiết kế này đã là một design của những thương hiệu sang trọng và nổi tiếng. Chỉ có $3,350 được làm bằng vàng trắng và tất cả là những viên hộp xoàn hoàn hảo về độ trong suốt. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị một chương trình khai trương đặc biệt cho thương hiệu mới của Lâm Triều Vĩ. Một chi nhánh mới sẽ được khai trương trong phường xá Phước Lộc Thọ vào những ngày tháng 11. Chúng tôi chưa biết chính xác ngày nhưng sẽ thông báo đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị nhớ đón xem những chương trình livestream đặc biệt on sale vào trong mùa thu năm 2024. Tất cả sản phẩm sẽ lần lượt được giới thiệu đến quý vị là những bộ kim cương collection đặc biệt mới nhất. Lâm Triều Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên hộp xoàn hình giọt nước chiều dài là khoảng 10 ly. Wow, đây là một viên kim cương được thiết kế trong một vỏ hộp xoàn. Viền xung quanh là những viên kim cương hộp xoàn màu vàng đậm gọi là Vivid Yellow Diamond, màu cam vàng. Nổi bật lên chính giữa sẽ là một viên hộp xoàn nặng là khoảng gần 1 carat 60. Được thiết kế là một viên hộp xoàn nước DSI Clarity, chiều dài là 10 ly và nạm kim cương đi vòng quanh hai tầng kim cương và dọc hai bên cũng là hai đường viền hộp xoàn, tất cả được làm bằng vàng trắng 14K. Chiếc nhẫn có 102 này là một chiếc nhẫn hình giọt nước sang trọng, rực rỡ, nổi bật, thiết kế hoàn hảo trong một kiểu design kết hợp giữa kim cương màu trắng. Nước đi color là một viên hộp xoàn 10 ly hình giọt nước pear shape với những viên kim cương màu Vivid Yellow Diamond và chiếc nhẫn này trị giá là $18,500 và Lâm Triều Vĩ xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này. Chỉ còn có $7,250 trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một viên kim cương chiều dài là 10 ly. Và chúng tôi xin đặc biệt on sale cho quý vị một lần nữa. Chỉ còn $6,990 cho chiếc nhẫn kim cương 10 ly hình giọt nước. $6,990 và chắc chắn khi quý vị nhìn vào chiếc vỏ kim cương này. Chiếc vỏ kim cương này đã được custom made và trị giá là hơn $4,000. Với viên hộp xoàn 10 ly hình giọt nước là nước D-Color SI Clarity và xin nhắc lại.
tất cả và mỗi sản phẩm của công ty Lâm Trường Vĩ Diamond là những viên kim cương thiên nhiên. Chúng tôi chỉ duy nhất bán một dòng sản phẩm Natural Diamond. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Buổi tối ngày hôm nay là chương trình đặc biệt của mùa thu năm 2024. Chương trình khởi đầu cho những sản phẩm đặc biệt để công ty chúng tôi bước vào chương trình Holiday. Xin mời quý vị đón xem vào thứ ba, thứ năm và tối ngày chủ nhật hàng tuần. Ba chương trình trên Facebook cũng như YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương. Wow, đây là một sản phẩm đặc biệt vô cùng bởi vì viên hộp xoàn này có dưới chiếc nhẫn GIA là nước J-Color 6 ly 6 SI Clarity. Một viên hộp xoàn độc đáo bởi vì trong giáp cắt của viên kim cương này được cắt thành một hình ngôi sao. Và trong viên kim cương đã có đóng dấu inscription là chữ ngôi sao Star cộng với số, mã số của viên hộp xoàn GIA này. Đây là một viên hộp xoàn 6 ly 6 nặng là 1 gram 10 nước J-Color SI Clarity. Một viên kim cương với một giác cắt gọi là giác cắt ngôi sao. Quý vị sẽ không bao giờ thấy những mẫu thiết kế này trừ khi quý vị có được cơ hội nhìn vào những sản phẩm đặc biệt vô cùng độc đáo. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có 6.480 đô la. Mẫu thiết kế được design bằng vỏ platinum, được nhận Michael Pave, và viên kim cương này là một viên kim cương có một không có cái thứ hai. Những quý vị nào đang tìm kiếm những sản phẩm đặc biệt độc đáo, chắc chắn ngày hôm nay quý vị đã theo dõi và thấy công ty chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị những bộ kim cương, những mẫu trang sức mà quý vị có thể chưa bao giờ từng thấy, hoặc những viên kim cương với những giác cắt vô cùng lạ, độc đáo, hiếm có. Nhưng công ty chúng tôi sở hữu vô cùng và rất nhiều những mẫu thiết kế, những sản phẩm mà trên thế giới không phải dễ dàng tìm kiếm được. Thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamond có được ngày hôm nay nhờ sự ủng hộ, nhờ sự ủng hộ của tất cả quý vị khắp nơi trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond, và chúng tôi đã đạt được hơn 1.2 triệu người subscriber. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu mua sắm, quý vị có thể ra thương xá Phước Lộc Thọ, chúng tôi có những chi nhánh khác nhau, và vào tháng 11 chúng tôi sẽ khai trương một chi nhánh mới nhất là số 223 nằm ngay cạnh chi nhánh hiện tại của công ty là số 224, thương hiệu Lâm Trường Vĩ Diamond. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền đặc biệt cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Đây là một viên đá opal. Wow, quý vị nào sinh nhật trong tháng 10, xin chúc mừng sinh nhật đến với tất cả quý vị. Mẫu thiết kế số 14 ngày hôm nay là một mặt dây chuyền hình giọt nước với một viên đá opal rất lạ, hiếm có. Và khi quý vị nhìn vào, quý vị thấy được 7 sắc cầu vồng, từng màu sắc nổi bật, từng tia lửa, từng ánh sáng với một viên giọt nước nặng từ 15 cho đến 18 carat. Một viên đá opal hình giọt nước được custom design trong một vỏ được làm từ Italy, nạm kim cương được thiết kế vàng màu vàng, hoặc quý vị muốn vàng màu trắng chúng tôi sẽ đổi thành vàng màu trắng. Tất cả được làm bằng vàng 14K. Và mặt dây chuyền này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có 2.390 đô la. Đây là mặt dây chuyền được Lâm Trường Vĩ giới thiệu on sale để celebrate ngày sinh nhật của những ai có sinh nhật trong tháng 10 này. Mặt dây chuyền này giá trị cho một viên đá opal hiếm có hình giọt nước như thế này phải trên 6-7.000 đô la. Nhưng với giá 2.390 đô la, Lâm Trường muốn tất cả quý vị có thể sở hữu và sưu tập được những bộ kim cương trang sức có 102. Cũng như quý vị nào có sinh nhật trong tháng 10, quý vị có thể mua một món quà tặng riêng cho chính bản thân mình để celebrate ngày sinh nhật 1 tháng 10 tuyệt vời. Xin một lần nữa chúc tất cả quý vị có được một buổi tối ngày thứ ba thật bình an và hạnh phúc, cũng như ai sinh nhật trong tháng 10, một tháng tuyệt vời, thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước. Đây là một viên kim cương 7.5 ly. Wow, 7.5 ly, đây là một sản phẩm được GIA Certified
là một viên hộp xoàn hình giọt nước, nước E-Color VS Clarity. Xin nhắc lại với quý vị, viên hộp xoàn hình giọt nước. Đây là một viên kim cương hình pear shape, nước E-Color VS Clarity. Là một viên hộp xoàn tuyệt đẹp. Nhìn vào giống như quý vị đang đeo một viên hộp xoàn 1 carat. Nhưng viên hộp xoàn này cân nặng chưa tới 1 carat. Quý vị sẽ mua được giá rất rẻ. Nếu mà so với 1 carat thì chiếc nhẫn này quý vị sẽ mua trên 11.500 đô la. Trong buổi tối ngày hôm nay, viên kim cương 7 ly rưỡi nặng khoảng gần 0.75 point và được GA Certified là nước E-Color, vỏ thiết kế được design từ Italy. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá là 3.660 đô la. 3.660 đô la, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng sang trọng với thiết kế được design bọc xung quanh, đi thiết kế theo hình giọt nước là 2 tầng kim cương. Viên hộp xoàn chiều dài nhìn vào y chang như một viên hộp xoàn pear shape nặng 1 carat, nhưng bởi vì viên hộp xoàn này được thiết kế và nhẹ hơn 1 carat và vỏ được bọc xung quanh là 2 tầng hộp xoàn, chúng tôi chỉ để cho quý vị với giá chỉ có 3.660 đô la. Quý vị để dành được rất nhiều tiền với cái số tiền quý vị phải mua một viên hộp xoàn 1 carat là hơn 11.000 đô la, thì giá tiền 3.660 đô la sẽ là một giá để giúp cho quý vị sở hữu được một viên kim cương hình pear shape, là một giáp cắt sang trọng nhất trong những giáp cắt của kim cương. Số phone của công ty một lần nữa là 310-968-0577. Xin mời quý vị gọi số phone trực tiếp cho chúng tôi số thẻ credit card và địa chỉ shipping, chúng tôi sẽ ship hàng đi. Lâm Triều Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một cặp bông tai kim cương. Đây là cặp bông tai hộp xoàn GIA Certified là 5 ly. Mỗi bên là hộp xoàn nước F-Color. Wow, cặp bông tai xuất sắc. Đây là cặp bông tai kim cương được GIA Certified là nước F-Color. Vỏ thiết kế được design là 2 tầng kim cương bọc xung quanh. Cặp bông tai được thiết kế bằng vàng 18K màu trắng. Vỏ thiết kế nổi bật khi quý vị thấy đưa lên cao là 4 cháu. Mỗi bên là những viên hộp xoàn, xin lỗi quý vị, là 4 ly 8. Đây là cặp bông tai hộp xoàn 4 ly 8, 4 ly 9, gần như 5 ly hộp xoàn nước F-Color. Và cặp bông tai này ngày hôm nay xin gửi đến quý vị chỉ có 3.470 đô la. Một lần nữa, 3.470 đô la để gửi đến quý vị một cặp bông tai kim cương GIA Certified, là cặp bông tai hộp xoàn 4 ly 7, 4 ly 8. Nước F-Color, vỏ thiết kế được design kiểu bông hoa, là một kiểu thiết kế rất mới mẻ trong mẫu thiết kế của mùa thu năm nay, với thiết kế 4 cháu nổi bật được làm bằng vàng trắng 18K. Nếu quý vị nào lấy màu vàng, quý vị cho chúng tôi biết màu vàng hoặc màu trắng, mẫu thiết kế này sẽ được giới thiệu vào on sale ngay bây giờ với giá 3.470 đô la cho một cặp bông tai hộp xoàn nặng khoảng gần 1 carat cho mỗi viên kim cương. Tất cả những sản phẩm kim cương ngày hôm nay quý vị đang theo dõi được công ty chúng tôi giảm giá tối đa rẻ nhất để cho quý vị có thể mua sắm một cách thoải mái nhẹ nhàng. Lâm Triều Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng đến với một mẫu thiết kế mặt dây chuyền kim cương. Đây là một kiểu design rất to, nổi bật với sự kết hợp của những viên kim cương hình pear shape và những viên hộp xoàn tròn để tạo thành những thiết kế đi 3 chiều, với chính giữa là một viên hộp xoàn 1 carat hơn. Đây là viên hộp xoàn nước D-Color SI VS Clarity. Một lần nữa, nước D-Color VS SI Clarity, vỏ thiết kế được design với những viên kim cương hình pear shape là khoảng 3 ly rưỡi, hoặc là những viên hộp xoàn hình Morkey chiều dài là 3 ly 8. Tất cả được nạm kim cương đi thành 4 đến 5 tầng kim cương bằng vàng 18K. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có 7.990 đô la. 7.990 đô la, chắc chắn quý vị đang đến với một mặt dây chuyền khi quý vị đeo vào, quý vị sẽ không thể nào rời bỏ được sự rực rỡ, từng tia lửa, từng ánh sáng của những viên kim cương nằm trên vỏ hộp xoàn. Chưa nói tới viên kim cương nổi bật nằm chính giữa là một viên hộp xoàn 6 ly rưỡi, hộp xoàn nước D-Color VS Clarity, và vỏ kim cương được design vô cùng chi tiết với những viên hộp xoàn cắt thành hình giọt nước gọi là pear shape cut.
xen kẽ là những viên kim cương hình Morkis, có nghĩa là hộp xoàn hình thoi, tạo thành một mặt dây chuyền với những tầng lớp chồng chất lên những viên kim cương rực rỡ nổi bật. Đây là một mặt dây chuyền nặng tổng cộng hộp xoàn trên chiếc vỏ này là khoảng gần 3 carat hộp xoàn, cộng với viên kim cương nằm chính giữa là hơn 1 carat hơn. Chiếc nhật mặt dây chuyền này được làm từ bên Italy vàng 18 cho nên giá trị vô cùng cao. Mẫu thiết kế với giá on sale từ 11.500 đô la chỉ còn 7.990 đô la cho mặt dây chuyền số 17. Lâm Trường Ý xin mời quý vị lại tiếp tục đến với một mặt dây chuyền kim cương do chính công ty chúng tôi vừa design và thiết kế cho một viên hộp xoàn nặng là khoảng 1 carat hơn. Mặt dây chuyền này to hơn cả đồng 25 cent và được kết hợp với một viên hộp xoàn đúc D Color SI Clarity. Vỏ thiết kế được làm bằng vàng 18 với những cánh hoa theo kiểu modern rất đặc biệt. Những đường chỉ kết hợp với những viên kim cương hộp xoàn 1.8 được làm bằng vàng trắng 18K. Mặt dây chuyền này rất rực rỡ bởi vì những sự chi tiết, những sự kết nối tạo thành những cánh hoa kết nạp để nổi bật chính giữa là một viên hộp xoàn 1 carat hơn. Mặt dây chuyền này xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có 3.770 đô la. 3.770 đô la cho một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế bằng vàng 18K. Mẫu thiết kế này chúng tôi vừa mới thiết kế trong chương trình đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy giá trị vàng đang tiếp tục tăng, trong thời gian tới những sản phẩm kim cương sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục tăng trưởng với giá từ 15 đến 20% cao hơn. Ngày hôm nay chúng tôi làm một chương trình đặc biệt sale giảm giá tối đa cho quý vị, nghĩa là quý vị không cần sale, quý vị cũng đã được save rất nhiều tiền khi giá trị vàng đang tiếp tục tăng trên toàn thế giới. Với mặt dây chuyền này 3.770 đô la, một mặt dây chuyền có 102 với viên hộp xoàn nặng hơn 1 carat nằm chính giữa và được bọc xung quanh là những đường viền kim cương và được làm bằng vàng trắng hoặc vàng màu vàng. Mẫu thiết kế số 18 này chúng tôi có màu vàng rất nổi bật. Lâm Triều Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương to, nổi bật là một viên hộp xoàn gần 10 ly. Đây là một viên kim cương gần 10 ly nước G-Color VVS Clarity. Wow, amazing! Một chiếc nhẫn, một viên hộp xoàn được thiết kế, được tuyển chọn trong một vỏ kim cương, nạm kim cương đi vòng quanh hộp xoàn gần 3 ly, gần 18 viên hộp xoàn đi vòng quanh. 18 viên kim cương hộp xoàn khoảng gần 3 ly đi vòng quanh đưa lên cao 4 chấu rực rỡ là một viên hộp xoàn gần 10 ly nước G-Color VVS Clarity. Nếu chúng ta nói tới một viên hộp xoàn 10 ly, nghĩa là quý vị đang tìm kiếm một viên hộp xoàn 4 carat hơn. Tuy nhiên viên hộp xoàn này có thể là sẽ nặng chưa tới 4 carat. Quý vị đeo trên tay nhìn giống 4 carat nhưng quý vị sẽ không cần phải trả số tiền 7 đến 80 ngàn đô la cho viên kim cương này, mà chiếc nhẫn này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay với giá là 28.800 đô la. 28.800 đô la cho một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế với một viên hộp xoàn sạch hoàn hảo, giáp cắt tuyệt đẹp, độ trong suốt là VVS Clarity. 28.800 đô la. Vỏ thiết kế được design nhìn vào giống như quý vị đang sở hữu một viên kim cương 10 carat trên ngón tay, bởi vì tổng cộng đường kính luôn cả vỏ hộp xoàn của chiếc nhẫn này sẽ là gần 17 ly. Quý vị có thể hình dung ra được một viên kim cương tổng thể đường kính 17 ly là sẽ to như thế nào. Với giá 28.800 đô la, đây là một chiếc nhẫn đặc biệt quý vị có thể hình dung nằm trên cổ tay của quý vị, nằm trên ngón tay của quý vị, sẽ đem đến quý vị một giá trị mà chắc chắn trong những năm kế tiếp, 5, 10 năm, quý vị sẽ cảm nhận được giá trị của những viên kim cương này càng ngày càng mắc hơn, càng hiếm có và quý vị sẽ cảm thấy rất đặc biệt. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một sợi dây lắc tay. Đây là mẫu thiết kế riêng
Chúng tôi vừa thiết kế với một lắc tay hộp sành là 40 ly 2 được thiết kế theo kiểu hình vuông. Ở trên đây chúng tôi gửi đến quý vị là một sợi dây lắc tay có 36 viên hộp xoàn 4 ly 2 cho mỗi viên. 36 viên hộp xoàn được design 4 chấu, mỗi viên hộp xoàn này là thiết kế bằng vàng màu trắng hoặc vàng màu vàng. Mẫu thiết kế 4 chấu này là một thiết kế bằng vàng 14K. Sợi dây này nặng là khoảng nửa ao vàng. Một lần nữa Lâm Chuỗi xin mời quý vị gọi vào cho sợi dây lắc tay mỗi viên hộp xoàn từ 4 ly 2 đến 4 ly 3. Lâm Chuỗi mời quý vị gọi vào với giá chỉ có $12,550. Wow, đây là một sợi dây lắc tay kiểu thiết kế hình vuông và được trạm trổ và được tuyển chọn rất nhiều kim cương. Mỗi viên hộp xoàn đều là nước E-Color VS và SI Clarity, vỏ thiết kế đi 4 chấu hình vuông. Khi quý vị nhìn vào sợi dây lắc tay này có thể phù hợp cho cả nam và nữ. Và sợi dây lắc tay này được on sale trong buổi tối ngày hôm nay chỉ có $12,550. Nếu quý vị lấy $12,550, quý vị trừ đi tiền vàng gần nửa ao vàng, có nghĩa là gần $2,100, thì chỉ còn lại có 10.000 hơn. Quý vị chia cho 36 viên hộp sàn, mỗi viên hộp sàn chỉ có hơn $200+ cho một viên kim cương đường kính là 4 ly 2, 4 ly 3, nước F Color, nước E Color, SI Clarity, độ chiếu sáng, màu sắc cùng một giác cắt, cùng một thiết kế. Để khi quý vị đeo sợi dây lắc tay này vào, quý vị sẽ thấy được sự lấp lánh và rực rỡ của từng đường nét với 4 chấu hình vuông vức. Và sợi dây lắc tay này rất phù hợp cho phái nam nếu quý vị có thể lấy màu vàng hoặc màu trắng. Số phone của công ty là 310-968-0577. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Lâm Chủ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với một chiếc vòng kim cương. Wow, đây là một cái vòng kim cương do một thương hiệu nổi tiếng của Italy Design. Quý vị có thể hình dung ra được và thấy được chi tiết sắc sảo từng viên hộp xoàn trên chiếc vòng này, nặng là gần 1 lượng 2, được làm bằng vàng 14K. Wow, đây là một chiếc vòng có 102. Chiếc vòng, xin lỗi quý vị, được làm bằng vàng 18K. Một lần nữa, chiếc vòng này được làm bằng vàng 18. Trị giá tiền vàng trên chiếc vòng này đã gần $4,000. Ở chính giữa sẽ là một viên hộp xoàn đường kính là 7 ly. Wow, 7 ly, và mỗi viên hộp xoàn nằm hai bên hông là 5 ly 7, 5 ly rưỡi. Nha quý vị, 5 ly 7, 5 ly rưỡi. Ở chính giữa là 7 ly, hai bên là 5 ly rưỡi và 5 ly 7, được làm bằng vàng 18, một chiếc vòng đặc biệt vô cùng. Chiếc vòng này nặng là khoảng gần 1 lượng 2. Wow, xin mời quý vị gọi vào cho chiếc vòng này ngày hôm nay với giá là $17,500. Một lần nữa, đây là một chiếc vòng có 102. Trị giá tiền vàng của chiếc vòng này là tới 1 lượng 2. Mà đây là một cái vòng, nếu quý vị vào thương hiệu này quý vị mua, chiếc vòng này không bao giờ dưới từ 30 cho đến $40,000. Khi Lâm Trừ Vĩ nói như vậy thì quý vị cũng có thể hiểu được một chiếc vòng giá trị như thế nào. Chiếc vòng này quý vị nào đeo size vòng từ 50-52 cho đến size 60, chúng tôi cũng có cho quý vị luôn. Chiếc vòng này rất sang trọng, bản bề ngang rất to, ôm vào cổ tay, màu vàng rực rỡ, vàng 18, được thiết kế theo kiểu sand finish. Lâm Trừ Vĩ chắc chắn khi quý vị đeo chiếc vòng này trên cổ tay quý vị bước vào bất kỳ thương hiệu trang sức nào của trên thế giới, những người hiểu về trang sức nhìn vào chiếc vòng này, họ sẽ biết được quý vị đã bỏ ra số tiền không bao giờ dưới 40-50 ngàn đô la. Một lần nữa, chiếc vòng kim cương đặc biệt của Italy bằng vàng 18 với một viên hộp xoàn 7 ly và 5 ly 4, 5 ly 7 dọc hai bên, thiết kế thành 3 bông hoa, và với giá $17,500 mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Kim Cương. Đây là chương trình mở đầu cho tháng 10 của năm 2024. Chúc tất cả quý vị có được những ngày tháng tốt đẹp nhất trong mùa thu. Công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những chương trình livestream đặc biệt trong những chương trình ngày thứ 3, thứ 5 và ngày Chủ nhật. Chúc quý vị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.